rắc mạc vào đầu tao. Rồi đeo tất ở nó cứ cắn chân tao, con gì nó cắn chân tao không đeo được tất. Xong là trời rét còn vén quần lên tận đầu gối này. Rồi thậm chí nắm hôm có thời gian rét thì còn cởi chuồng ra, không mặc, không cho mặc quần. 15 năm rồi. Nhà ở Quảng Ninh ạ, ở thang Tổ Long khu 8, phường Canh Sơn, Nông Bí, Quảng Ninh ạ. Xong bắt đầu mắt, nước mắt bà nhiều khi không đau mắt nhưng cứ chảy nước mắt ra, xong là đổi khăn như này này, cứ quanh năm ngày tháng đổi khăn này, kể cả mùa hè cũng thế, nắng 40 độ cũng thế, xong đổi khăn xong là cứ mắt mũi cứ chảy nước mắt ra như có kiểu là có người đánh ấy. Xong bà mà nói thì nói suốt ngày suốt đêm, không ngơi nghỉ mà không cần ăn nữa, cứ nói thế, nói liên miên đủ các thể loại ma quỷ gì đó. Bà có thấy ma không? Bà có thấy ma không? Bà kể cho thầy đi. À ma, nắm lúc nó cứ hiện là trước mặt tôi. Rồi có khi nó nằm ở bên cạnh. Bà kể đi. Nắm lúc của tôi không ngủ được. Khóc thôi. Cô biết ai khóc không? Tôi khóc với chồng, biết ai khóc với chồng. Chính bản thân tôi khóc. Thế bà thấy nhà nào nhiều ma nhất? Nhiều ma, nhà ở đất ý, nhà nào cũng nhiều ma. Vâng. Tôi thấy ở đất ý, nhà nào cũng nhiều ma. Bà chưa có thời gian để tìm thời sự của bà. Bà rõ ràng là bà đang ngồi này nhưng bà bảo nó không cho tao ngồi. Bà đang đi cũng bảo nó không cho tao đi. Mưa ăn xong mà nó không cho tao ăn, hôm nay nó cấm nó không cho tao ăn. Ừ. Lẫn thần khám không ra bệnh, nhưng mà nói để lẫn thì kể cả bà cho bà xem một bộ phim cách đó một tháng xem lại, bà bộ cách này xem rồi nhưng bà vẫn kể chi tiết cái bộ phim đấy như thế nào. Cái này xem rồi mày mở lại làm gì? Bà vẫn nhớ không quên mọi cái chi tiết cuộc sống hàng ngày, nhưng mà nói nhảm toàn cái chuyện về tâm linh ấy. Chồng bà đâu rồi? Đang ốm liệt giường ở nhà, bị tai biến 2 năm nay rồi. Liệt giường rồi, bây giờ con cái phải dọ mình mới lại đút cơm. Rồi phải xuống nhà con gái để ở nhà tông hơi phục vụ. Bà có thương không? Thương ông không? Thôi giờ thương, bây giờ cái thân tôi cũng đã xong rồi, ông cũng thấy ông liền phải đút cơm. Thế bà có đút cơm cho ông không? Trêu, đến bản thân tôi còn trả xong nên đút cho ông, cho ông đã phúc. Thế bà kể xem nhà mình ma lớn hay là ma bé này, bà kể để thầy biết đường thầy đuổi nó. Ôi giờ vừa ma lớn thì vừa ba bé, nó cứ hiện ra trước mặt đi này. Bắt đầu ôi mệt mỏi đi khám bệnh từ 1 giờ cho đến 5 giờ mới được về, chỉ có một cái thứ bệnh không ra bệnh gì cả. Bà kể ma thôi, bà cứ kể ma đất nhà mình như thế nào, toa nhỏ như nào, bát hương ở chỗ nào mà người trần không nhìn thấy, bà kể đi. Bát thường thì lúc thì thờ ngoài sân, lúc thì ở trong nhà, người ma quỷ gì nó cứ đến nó chầm đẹo tôi. Cứ chầm đẹo rồi mà quát chờ tôi chẳng mơ biết cái gì nhà bà có con tàu ở trong đất.